Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Kính lễ ngài trí đức. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần trong tương ưng phẩm thứ nhất, bài thứ sáu thiểu số. Và nếu được thì mời cô Pháp Nguồn Lạc Đa Quan Hỷ sẽ đọc cái phần chính, và sau đó thì sư sẽ giải thích sẽ thêm. Cảm ơn cô Như Quang đã bốt bài. Và bây giờ mời cô Nguồn Lạc Đa Quan Hỷ đọc phần chính kinh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thứ, dạ, con xin kính tri ân ngài, dạ con xin đọc phần chánh kinh ạ. Bài 6, thiểu số 73, ở tại Sa-vát-thí 2, ngồi xuống một bên, vua Pa-xê-na-đế, nước Cô-sa-la, Bạch Thế Tôn. Ở đây, Bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con. Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục, và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại thật là nhiều thay. Những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục, và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Ba, thật sự là vậy, thưa đại vương, thật sự là vậy, thưa đại vương, ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục, và không có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại thật là nhiều thay, những người trong đời các người khác. 4. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam, điên dại trong các dục ở đời, không ý thức rõ ràng, đã quá độ say mê, chẳng khác gì con nai không thấy đặt bẫy sập, về sau họ khổ đau, chịu quả báo ác nghiệp. Dạ, phần chánh kinh đã được chấm dứt, con xin kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh để xin ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con. Con xin kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Và trước khi vào phần chia sẻ giảng dạy câu Phật ngôn, kính cung thỉnh chư tôn đức nhưng mà tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử tăng tâm thanh tịnh tâm tập. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại, ngài vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là ngô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, cầu mong các ngài pháp thể các ngài, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Ta cảm ơn cô Như Quang đã bót bài, và cảm ơn cô
Pháp Môn Lạc Gai đã đọc phần chánh kinh. Giờ thì trong đây là cái câu hỏi của vua Bassanadi mà tôi nặng. Thì thường thường á, chúng ta thấy rằng á, chúng sanh á, thì nó rất rất là dễ vui. À, những cái khi mà bị những cái quả xấu, những cái chướng ngại khổ đau sanh khởi á, thì họ khóc lóc than vãn. À, nhưng mà khi mà có cái sự an ổn, những lắng dịu những cái đau khổ, những cái pháp chướng ngại nó tạm thời nó được lắng dịu á, thì sao? Thì chúng sanh lại sai đắm nhiễm trong các dục. À, quý vị thấy rằng có nhiều người khi mà họ khổ đau đó, thì họ đến chùa rồi họ cầu mong, họ gian giái để mà cầu mong cho tai qua nạn khỏi, thế này thế khác. Nhưng mà đó, khi mà qua cái khốn khó, qua cái khổ đau thì họ quên, họ lại quay quần trong cái đời sống của thế gian, lo toan tính toán cho con cái, cho gia đình, thân bằng quyến thuộc, lo cho bản thân, nhưng mà họ quên, họ không có lo tạo phước cho chính mình. Cho nên là rất nhiều chúng sanh phải quay cuồng trong cái khổ đau của thế gian này. Thì ở trong Pháp Cú Kinh nó quý là có một cái câu chuyện Đức Phật nói về cái câu chuyện về cái con heo nhỏ đó. Thì cái vị này đó là trước kia từ cõi chư thiên tái sanh xuống cõi người. Thì bắt đầu cũng có biết được sự tu tập, nhờ cái vị này đó làm phước quán sát tu tập thiền định. Thì có một lần khi mà đi vô nhà xí quán sát về cái tính chất bất tịnh của cái thân ngũ quẩn này, rồi sau đó thì nhờ cái phước báo đó vị này tái sanh về cõi trời, làm một cái vị chư thiên trong khoảng thời gian. Xong cái hết cái phước báo ở chư thiên, cái vị này mới sanh xuống dưới cõi người, tái sanh vào một cái gia đình ông bá hộ. Rồi sao? Rồi cái vị này lại thỏa thích trong các cái dục lạc, tiền của rồi kia nọ. Rồi mình là tiểu thơ con của một ông bá hộ mà, cho nên cái vị tiểu thơ này á có những cái hành động bất thiện đối với những người tồi tớ, quên đi cái con đường tu tập của mình, cho nên sau cái kiếp sống này thì gây cái cô tiểu thơ này phải rơi vào khổ cảnh. Rồi khi mà tái sanh làm súc sanh, làm con gà mái, nhưng mà may mắn con gà mái này nó ở gần tỉnh xá, thì thường thường là nó nghe chư tăng tụng đọc những cái câu Phật ngôn, cho nên là lúc này cái con gà mái thì nó thức tỉnh, nó thường xuyên chú tâm nhớ về những cái câu Phật ngôn mà chư tăng thường tụng đọc, cho nên là sau cái kiếp sống đó thì lại tái sanh lên cõi chư thiên, lên cõi chư thiên ở một thời gian dài lên đó. Sau khi hết cái phước ở cõi chư thiên, bắt đầu tái sanh về cõi người. Khi mà tái sanh về cõi người á thì lại quên cái con đường tu tập, tiếp tục tạo những cái bất thiện nghiệp, cho nên hết cái kiếp sống đó tới thời kỳ Đức Phật á, thì cái vị này bị tái sanh làm một cái con heo nhỏ,
đang đi ăn bên đường. Thì hôm đó đó, một hôm mà Đức Thế Tôn đi trì bệnh khắp thực, thì mới nhìn thấy cái con heo nhỏ này, cái chúng sanh này đã trôi lăn từ người, rồi sanh làm chư thiên, rồi sanh làm súc sanh, rồi ở những cái khổ cảnh trọn một cái thời gian khoảng cách của hai bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên á, là Đức Thế Tôn mới mới mỉm cười, mỉm cười. Sau đó thì khi mà ngài Ananda đã thấy Đức Thế Tôn mỉm cười, cho nên sau khi mà trở về tỉnh xá đó, thì ngài Ananda đã trình bạch về cái vi tiếu của Đức Phật. Thì Đức Phật đã nói lên cái câu chuyện về cái nhỏ này. Và đã, cái đó là trong một cái tích chuyện mà quý vị đã học trong Pháp Cú Kinh. Rồi cũng trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật cũng đã từng cảnh tỉnh về cái chúng sanh dễ vui. Đức Phật ví những chúng sanh ở trong thế gian này đó, giống như chim. Giống như chim mà khi mà nó bị cái lưới rập của người thợ săn, hay là những cái con cá mà nó bị dính vào trong lưới của những cái người ngư dân, mà nó những con chim mà rất 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 là ít, hay là những con cá mà nó đã bị dính vào trong cái lưới của người ngư dân thoát ra được rất rất ít. Thành ra Đức Phật nói sao? Chúng sanh mãi xuôi ngược bờ bên này, rất ít có những người mà đến được bờ bên kia. Bờ bên này thì để chỉ cho cái thế gian, còn bờ bên kia đó là chỉ cho cái bờ giải thoát niết bàn. Cho nên là chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy, người tinh tấn như ngựa phi. Khi mà cái con ngựa thuần rồi đó, con ngựa thuần thì sao, nó đã hiểu biết rồi đó, thì nó sẽ cố gắng nó chạy về đến đích. Còn cái con ngựa mà cái con ngựa yếu hèn, nó già rồi đó, thì cái sức nó không có, sức không có, cho nên á là nó bước đi đủng đỉnh, nó đi bước đi đủng đỉnh rồi sao, vậy sức yếu rồi còn dễ vui nữa, thay vì cái con ngựa mà mạnh mẽ đó, nó phi nhanh về về đích, còn con ngựa mà chảnh mãn dễ vui thì vừa yếu sức rồi lại còn dễ vui, còn nói là đi thủng thẳng rồi còn gặm cỏ ở ven đường. Cho nên á là Đức Phật ví những cái chúng sanh mà trong thế gian này á, vì vô minh lầm lạc rồi bám níu vào những cái thụ hưởng ở trong thế gian này, giống như những cái con ngựa hèn này. Rồi Đức Phật mới nhắc sao, cái tinh tấn nỗ lực để mà vượt thoát ra cái sự khống chế của phiền não, cái người mà có cái chí hướng mà vượt thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi là cái người còn sống. Còn cái người mà chểnh mãn dễ vui, say đắm trong các dục lạc của thế gian, cái người mà bám níu vào ngũ trần thụ hưởng các cảnh sắc thinh vị xúc, thì cái người này đó là cái người chết. Cái người chết ở đây đó thì không phải gì, không phải là họ họ không còn thở, nhưng mà sao, họ còn sống đó, nhưng mà họ bị phiền não xâm chiếm tràn ngập, họ không có tạo được một cái thiện pháp nào, thì dù cho họ đang sống nhưng mà
cũng như là đã chết rồi. Tại vì khi mà vô minh si mê lầm lạc bám níu vào các cái cảnh trần à, thì họ không có trí tuệ để mà họ hiểu biết để tạo những cái thiện thiện sự trong cái đời sống à, cho nên á, cái chết ở đây á, là họ bị phiền não nó tràn ngập à, ví như những cái dòng nước xoáy à, ví như dòng nước xoáy nó nhấn chìm à, những chúng sanh này trong cái bạo lưu của dục trần. Rồi những chúng sanh này sao phải chịu sự chi phối của ma dương à, những chúng sanh này à, sau khi hết cái thọ ở thế gian thì rơi vào khổ cảnh à, cho nên á, là luôn luôn á, là Đức Thế Tôn nhắc nhở à, hàng xuất gia cũng như hàng tại gia cư sĩ là dù là hàng xuất gia hay là tại gia cũng phải nỗ lực tinh tấn à, khi nào mà mình chưa đạt đến cái thánh đạo thánh quả lậu tận thì công việc chúng ta là phải cố gắng nỗ lực tu tập, là còn phải cố gắng cho thật nhiều à, không nên chản mãn dễ vui à. Thì thấy rằng á, trong đời sống à, sư cũng gặp nhiều cái trường hợp à, khi mà ốm đau bệnh tật thì nói à, kỳ này con ráng nhất định là con sẽ cố gắng sắp xếp để mà tu tập à, để lên chùa làm công quả rồi à, thọ giới rồi tu tập. Nhưng mà đó cái khi mà bắt đầu mà bệnh tật mà nó đỡ rồi cái quên lo đi làm kiếm tiền à, khi mà chưa có tài sản à, chưa có tiền của thì nói chứ à, để khi nào con có tiền à, con sẽ làm phước à, bố thí cúng dường à, rồi khi mà có điều kiện có được tài sản á, thì sao cái tầm tham ái à, liên tiếp nó cản trở à, cho nên á, là à, khi mà có tiền của lại quên à, không có đem à, bố thí cúng dường. Rồi cái bắt đầu sau này á à, khi mà mất hết tài sản thì rồi khóc lóc hối tiếc ăn năn à, thì à, có trường hợp là à, sư có biết một cái vị cư sĩ này à, cái vị này cái thời mà đất đai ở Bình Dương mà lên những cái khu công nghiệp đó à, thì cái vị này á, cũng có cái tâm đạo lắm à, mới nói là khi nào mà đất ở nhà con đó mà được đền bù á thì con sẽ cúng dường để xây chùa à, thì à, sau đó thì trước kia cái vị này dưới miền Tây đi lên Bình Dương à, trong cái thời kỳ mà, kinh tế mới á, cái vị này mới chịu cực chịu khổ khẩn à, khai phá được 4 hectare thì khi mà cái quy hoạch cái bốn mẫu ruộng này đó à, để làm cái khu công nghiệp ở Bình Dương à, thì cái vị này đó được được đền bồi là 4 tỷ nè à, thì hồi đó giờ sống nghèo khổ mà bây giờ có được một cái khoản tiền lớn vậy đó thì cũng tiếc à, cũng tiếc cái công sức mình hồi đó giờ à, mình đã làm lụng khai phá cái đất đất quan đất rừng trở thành cái ruộng đó kia tốt đẹp. Thì sau khi mà nhận được cái bồi thường 4 tỷ rồi đó, thay vì là nhanh chóng mình đi tạo phước cúng dường đi, không bắt đầu tiếc hỏi tiếc, cho nên là đem gửi vô trong tài khoản ở ngân hàng để cái vị này cũng tính là cái tài khoản này để trong ngân hàng á, để đó để chừng nào mà
nó phát sanh cái lãi đó, thì phải lấy cái lãi mà đi đi cúng dường. À, còn cái vốn thì để giữ đó. Nhưng mà quý vị biết không, à, những vị cái ông sĩ này ông có tới 6-7 đứa con. À, mà những đứa con này hồi đó giờ nó cũng sống trong cực khổ mà. Cho nên bây giờ mà ông già có tiền mà để trong ngân hàng vậy là gì, thì tụi nó cũng chịu. À, cái bắt đầu cái ông cư sĩ này thì về cái trình độ văn hóa là cũng yếu. À, cho nên á, là bắt đầu tụi nó mới bàn bạc nhau cái kế hoạch là làm bộ làm giấy này giấy kia, à, ba bữa nay ký giấy này để đem lên xã rồi kia nè. Cái đầu nó, nhưng mà ở ở nó đưa cái giấy á, nhưng mà cái chỗ mà ông ký á, là cái giấy mà để ra ngân hàng rút tiền. Cho nên là chưa đầy một tháng thì nó rút ở trong tài khoản của ổng gần hết rồi. À, tới chừng mà ổng muốn đi cúng chùa đó, ổng ra để ổng rút tiền để đi làm phước thì coi như trong tài khoản nó gần hết rồi, còn có mấy chục triệu. Cái bắt đầu ổng đau khổ quá, ổng về ổng tức quá, ổng đấm ngực đấm đồ này kia nọ. À, cái bắt đầu ổng mới tính là chán nản cái cuộc đời con cái của mình á, cả đời mình làm lụng vất vả ha, mà mình chưa có kịp đi làm phước thì tụi nó đã phá gần hết rồi, giờ còn trong tài khoản có mấy chục triệu à. Sao giờ? Hồi đó là có ý định là khi có cái số tiền lớn á, thì sẽ đi cúng chùa là 200 triệu, mà giờ trong tài khoản còn có 10 triệu, 20 triệu nữa. Ông tức quá, ông về, ông tính tự sát. Nhà lấy cái sợi dây cột vô cái cây tầm dông. À, cột vô cây tầm dông, cái cột vô cổ. Hiểu gì biết là khi mà nó bị ngạt thở, thì cái con người mà nó ra sức, nó dùng dãy. À, dùng dãy, cái bắt đầu cái cây tầm dông thì nó đâu đủ sức. Cho nên là giống như cái cần câu mà câu con cá vậy đó, bắt đầu dùng dãy nó tán vô cái gốc cây bên này, rồi nó tán qua cái gốc cây bên kia, ha, không chết mà bị chấn thương sọ não. À, chấn thương sọ não đi vô bệnh viện. Thì bây giờ khi mà đụng tới mà cái vấn đề mà chấn thương sọ não á, thì quý vị biết mà vô bệnh viện Chợ Rẫy mà chấn thương sọ não là điều trị là phải rất là nhiều tiền. À, rồi bây giờ á, bệnh tật tiền bạc thì con cái nó tiêu pha hết rồi, bây giờ trong tài khoản thì cũng không còn bao nhiêu, đổ ra đó khổ đủ thứ. À, cho nên á, là khi mà sau khi mà ông ta bị bệnh rồi đó, thì ông ta cũng sống trong cái sự khổ đau. À, rồi vì cái bị chấn thương sọ não á, thì cũng không mấy năm á, mà ông ta qua đời. À, cho nên Đức Phật mới dạy cái người Phật tử, người cư sĩ là khi mà chúng ta có điều kiện làm phước thì chúng ta phải nhanh chóng chúng ta làm ngay nha, chứ chúng ta đừng có chần chừ lui sụp. Khi mà chúng ta chần chừ lui sụp suy tính thì sao, các cái chướng ngại nó sẽ nhảy ra, nó cản trở cái việc mà chúng ta làm phước. Cho nên là chúng ta phải thực hành cái quyết định độ của mình nó mạnh mẽ để vượt qua những cái dính mắc vào tài sản. Tại vì cái quyết định độ khi mà chúng ta có được cái tài sản phát sanh nó còn quá quá non kém nha. Chứ phải chi mà hồi đó mà lãnh 4 tỷ ông ta trích ra 200 triệu ta đi làm phước liền thì nó chuyện. À, nghĩ công của mình cũng cực khổ, thôi bây giờ mình để 4 tỷ trong ngân hàng rồi mình lấy cái lãi hàng tháng, mình lấy cái lãi mình đi đi làm phước. À, nhưng mà gặp những cái người con
cái khi mà bị cái tiền tài vật chất nó lôi cuốn, cái người này không có nghĩ gì về về nhân quả ha. Cho nên nó là lén lút mà rút hết để cho người ta phát hiện ra được thì quá đau khổ à, quá đau khổ vì cái nguyện ước để mình đi làm phước thì không còn được làm nữa à, cho nên ông ta vì cái quốc ức à, thiếu suy nghĩ à, thì thôi bây giờ cái tài sản mình còn bao nhiêu mình làm bấy nhiêu thì nó cũng sẽ đem đến cái phước báo. Bây giờ còn được 10 triệu 20 triệu cho mình trích ra, bây giờ mình làm phước phần nào đó à, nhưng mà vì quá đau khổ quá uất ức cho nên là muốn tìm đến cái chết à, rồi chết thì chết không được à, mà sống thì cũng không phải là sống à, bị chấn thương sọ não rồi nằm đó dở sống dở chết à, trong khổ đau rồi tới chừng mà kết thúc cái cuộc đời á, là đi trong cái tâm hối tiếc uất ức à, khổ đau thì như vậy á, thì sẽ thấy kết thúc cái cuộc đời nó rất là khổ à, tương lai là đi đến những cái cảnh giới không có được an vui à, cho nên á là Đức Phật khuyên chúng ta là phải luôn luôn à, phải luôn luôn mạnh mẽ à, có những cái tác ý mạnh mẽ trong các cái thiện pháp à, không có nên chần chờ lui sụp, tại vì khi mà chỉ cần mà chúng ta mà chần chờ lui sụp là cái bất thiện pháp à, cái mà trước nó sẽ nhảy ra nó cản trở liền à, đó cho nên là chúng ta phải khéo cảnh tỉnh à, với trí tuệ à, trong các cái dễ vui ở trong cái đời sống thế gian này. Rồi á, bởi vì thấy á, là cái con ngựa mà thuần á, là mà nó khi mà nó hiểu biết cái bổn phận của nó ha, à, khi mà cái cửa của cái trường đua vừa mở là những cái con ngựa này nó chăm nó phóng nhanh về đích ha. Mà ngược lại á, cái quý vị thấy mà cái con tắc kè hay là con thằng lằn à, thạch sùng á ha, thì sao à, khi mà nó thấy con mồi á, không phải là nó chạy một mạch lại để ăn cái con mồi liền à, mà sao nó chạy một đoạn cái dừng lại ha, rồi cái bắt đầu cái nó chạy một đoạn cái dừng lại ha, có nhiều lúc cái con mồi nó phát hiện được nó chạy mất ha, cho nên á là cái sự tu tập của chúng ta vậy đó à, bắt đầu chúng ta tu tinh tấn à, học pháp hành pháp à, một đoạn rồi cái sao cái khi mà có những cái vấn đề ví dụ như là sức khỏe không được ổn, thời tiết không được ổn, bận rộn công việc gì đó, cái chúng ta chảnh mạng à, mắc giờ bệnh quá tu không nổi à, bây giờ mắc công việc quá tu không được à, bữa nay mệt quá tu không được à, bữa nay thời tiết lạnh quá tu không được à, rồi cái chính vì cái sự giải đãi dễ vui à, cái chúng ta lãng quên cái công việc tu tập của mình à, cho nên á là cái điều quan trọng trong cái đời sống hiện tại này đó, là chúng ta phải tích cực à, làm những cái việc lành, những cái việc thiện à, có điều kiện thì mình đi bố thí à, có điều kiện thì mình à, cúng dường tam bảo, có điều kiện thì mình cố gắng tu tập à, mình không chờ phải ngày nào mà đi tới chùa mình mới tu à, ngày nào đi tới từ trường thiền mình mới hành thiền ha, không phải chờ tới là có điều kiện rồi mình mới học pháp hành pháp, mà chúng ta à, phải cố gắng nỗ lực à, chúng ta học tự mình
có thể có nhiều cái biện pháp mình học ha. Rồi rồi khi mà chúng ta bận rộn công việc, nhưng mà ít ra mỗi ngày chúng ta cũng dành ra 5-10 phút nha. Bận rộn gì bận rộn chứ, trước khi ngủ đâu phải mình nhảy lên trên giường mình ngủ liền à. 5-10 phút là trong cái thời gian mà để chúng ta rơi vào giấc ngủ đó, chúng ta lợi dụng để chúng ta quan sát chánh niệm vào hơi thở nha. Chờ đến khi nào chúng ta ngủ quên nha. Hoặc là đâu phải mình thức dậy là mình phải liền ha. Bận rộn rồi là bận rộn, nhưng mà khi mình thức dậy ha, sau khi mà rửa mặt vệ sinh rồi xong chúng ta có thể là dành 5-10 phút để chúng ta lễ bái Tam Bảo, rồi chúng ta hành thiền niệm hồng ân đức Phật pháp tăng ha, là hoặc là quán niệm về cái sự chết, quán niệm về hơi thở ha. Khi mà chúng ta có cái chí hướng mà chúng ta muốn tu tập á, thì chúng ta tu tập ở đâu cũng đó, không có chờ đến khi mà vô chùa, vô trường thiền hay là có điều kiện mình mới tu tập, mà chúng ta sẽ tu tập bất cứ lúc nào có điều kiện thuận tiện. Mà cái điều kiện này đó là chính mình phải tạo ra ha. Chứ còn mà chúng ta mà chờ đến những cái điều kiện mà thuận tiện thì nó rất là khó. Mà chính mình phải tạo cái cơ hội, chính chúng ta phải tạo cái cơ hội, cái điều kiện để chúng ta tu tập. Đừng có chờ tới mà tôi thành triệu phú, tôi là tỷ phú, tôi mới đi làm phước cúng chùa, tôi mới đi bố thí, tôi mới đi hùng phước danh y, mấy hùng bước là xây chùa, xây chánh điện, tác tượng Phật rồi ha. Có bây giờ mình có 5.000 mình trích ra 1.000 hoặc 2.000 mình làm, chứ đừng có chờ tôi có 1 triệu 1 tỷ không biết chừng nào mình mới có 1 triệu 1 tỷ, mà bây giờ mà có 5.000 thì mình có thể mình trích ra 1 hoặc 2.000 để mình làm phước ha. Đó, thành ra khi mà chúng ta tạo phước với cái tâm lực mạnh mẽ rồi đầy đủ tam tư là chúng ta sẽ tạo cái nhân duyên, cái điều kiện trong những cái kiếp sống tương lai để chúng ta có dung bồi những cái phước báo nhiều hơn ha. Rồi chúng ta trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn có trí tuệ phản tỉnh ở trong những cái hoàn cảnh mà thuận lợi khi mà những cái phước chúng ta đã gieo trồng đó mà nó sanh khởi, thì biết rằng bây giờ những cái điều kiện an ổn tốt đẹp những thứ mà chúng ta đã tạo nó cho quả đây là những cái gì, những cái bóng mát cái bóng mát, những cái chỗ trú ngụ tạm thời trong cái dòng sanh tử luân hồi mà thôi nha. Bây giờ giống như cái người mà lữ hành đi trên đường đi trên sa mạc nha. Khi mà chúng ta gặp được một cái bóng mát của con cây chúng ta gặp một cái chòi nhỏ ở bên cái đường, con đường thiên lý nha. Rồi chúng ta vô đó chúng ta nghỉ ngơi chúng ta vô trong cái chòi nhỏ đó, trong chòi nhỏ này nó có cái ao có nước uống rồi đó. Rồi chúng ta giải khát chúng ta tắm mát nha. Nhưng chúng ta đừng quên cái con đường của mình còn dài đằng đẵng ha. Khi mà một lúc chúng ta bị cái sức nóng của mặt trời thời tiết nóng bức ở trên sa mạc, ở trên cái con đường thiên lý khi mà mình vô được cái nơi mà mát mẻ rồi đó, cái bắt đầu cái mình quên thôi đi chi nữa
ở đây có cái chòi nó cũng an ổn, rồi ở đây nó có nước nôi rồi mát mẻ rồi, à bắt đầu mình lo mình thụ hưởng, à mình đắm nhiễm trong cái những cái điều kiện tốt đẹp đó, mình chẩn mãn, quên đi cái mục tiêu của chúng ta đó là đạt đến cái sự an vui giải thoát. Còn cái hạnh phúc mà nhân thiên nó chỉ là tạm bợ, à tạm thời thôi đó. Thì khi mà chúng ta thức tỉnh, chúng ta với trí tuệ, à chúng ta có được những cái điều kiện đẹp thì mình phải cố gắng nỗ lực tu tập ha. Rồi nếu mà ở trong trường hợp mà những cái điều kiện mà khó khăn chướng ngại, mình càng phải nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa, à chứ không phải mà chúng ta khi mà chúng ta bị những cái chướng ngại rồi cái chúng ta cũng trở lui, à chúng ta không cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái chướng ngại, thì mình biết rằng những chướng ngại này, ốm đau bệnh tật rồi những cái điều kiện không tốt đẹp nó xảy ra là do có quả xấu, do quả xấu. Bây giờ đó mình muốn vượt qua những cái chướng ngại này thì mình phải cố gắng nỗ lực cho thật nhiều, để chúng ta vượt qua cái khó khăn chướng ngại của các cái quả xấu này, không phải khi mà mình đương đầu với những cái quả xấu rồi đó, là mình lại lùi sụp, mình bỏ dở cái công trình tu tập. Cho nên trong đời sống, chính vì có những chúng sanh khi mà gặp những cái điều kiện tốt đẹp thì cái tâm ái luyến, chấp thủ, đắm nhiễm để thụ hưởng các cái dục trần. Rồi những chúng sanh mà gặp những cái chướng ngại, khó khăn trong cái đời sống thì chúng ta cũng gì? Cũng lui sụp. Trời ơi, tưởng đâu tu gì, đi hành thiền tưởng đâu là được an lạc sao, vô gì đâu mà nó tê, nó đau nhức quá, chịu không nổi. Lên chùa một lần rồi cả năm sau mới dám lên chùa trở lại. Tưởng sao mình ráng mình lo mình tu mà sao mình cứ bị chướng nghiệp gì đâu mà nó trổ ra hoài, bệnh tật rồi thế này thế khác đủ thứ chuyện hết nha. Rồi sao chúng ta bỏ dở cái sự tu tập của mình nha. Thành ra dù là những cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp hay là những cái chướng ngại khó khăn trong đời sống xảy ra, chúng ta phải nhớ rằng cái mục tiêu cao cả chúng ta đó là cố gắng nỗ lực tu tập để vượt thoát những cái chướng ngại khổ đau, để đoạn trừ, phá vỡ cái vòng quay sanh tử luân hồi. Còn mà những cái hạnh phúc hay là khổ đau nó chỉ là những cái điều kiện của cái đời sống của một cái người lữ hành trong cuộc hành trình mà thôi nha. Thành ra người ta nói sao, cái dòng nước đó, nó chảy, quý vị thấy là cái nước nó mềm yếu lắm mà nó hay lắm ha. Khi mà cái con đường mà cái sông ngòi mà nó thẳng tắp thì nó chảy nhanh chút, nhưng mà lỡ cái kinh cái rạch nó chảy qua những cái ngọn đồi, qua những cái tảng đá thì sao? Lòn. Bây giờ bị cái chướng ngại lên, mình không đi nhanh được thì mình đi chậm, mình đi len lỏi theo những cái kẽ đá nhưng mà không bao giờ cái dòng nước nó bị chặn lại, nó dịch lại cho nên cái sự tu tập của chúng ta giống như dòng nước vậy đó. Cái con đường nó không quan trọng, mà cái sự nỗ lực của chúng ta đó để vượt qua tất cả những cái chướng ngại trên con đường đi của mình để chúng ta đạt đến đích.
là điều quan trọng. À, nếu mà thuận lợi, tốt đẹp thì chúng ta thành đạt nó nhanh chút. Còn nếu mà những cái chướng ngại nó xảy ra trong đời sống, nó cản trở chúng ta tu tập, nhưng mà với cái sự nỗ lực tinh tấn thì chúng ta cũng sẽ vượt qua những cái chướng ngại đó để đạt đến những cái điều kiện tốt đẹp. Ha. Thành ra đó, luôn luôn chúng ta phải hướng về cái con đường tu tập, cái sự tạo trữ những cái công đức phước báo. Chúng ta hướng về những cái điều kiện dung bồi trí tuệ để tạo phước. Còn nếu mà khi mà chúng ta có những cái điều kiện thuận, chúng ta chểnh mạng dễ vui, rồi tấm nhiễm trong cái cảnh trần, thụ hưởng tài sản nhân thiên, thụ hưởng sắc thinh vị xúc, rồi khi mà những cái khó khăn, những cái chướng nghiệp, những cái chướng ngại nó xảy ra, rồi chúng ta không có sự cố gắng nỗ lực tinh tấn, rồi chúng ta lùi sụp, ta bỏ dở đi cái con đường tu tập của mình. Cho nên á, cái gì quấn tối hậu trong cái bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn đấy, trước khi Đức Thế Tôn vô dư Niết Bàn thì Đức Thế Tôn nhắc nhở một cái câu mà những người hàng cư sĩ tại gia cũng như hàng xuất gia chúng ta phải luôn luôn nhớ, là Đức Thế Tôn căn dặn tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã, phải nỗ lực tinh cần, không nên dễ vui. Đó là cái duy quấn tối hậu của Đức Thế Tôn. Giống như một cái người cha, khi mà trước khi qua đời, hay là giống như một cái người cha có các công việc đi xa một thời gian, căn dặn cho những đứa con của mình, đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực, không nên dễ vui. Và Đức Phật nói là sao? Cái người mà tinh tấn dễ vui, ví như con ngựa phi, con ngựa mà con tướng mã thuần thục á, là nó cố gắng nó chạy nhanh về đích. Cái người mà có sự cố gắng nỗ lực tinh tấn tạo trữ những cái công đức phước báo đó, thì cái người sẽ đạt đến cái giải thoát, mặc dù họ chưa đạt đến thánh đạo thánh quả trong đời sống hiện tại này, nhưng mà sự nỗ lực tinh tấn này đó, họ sẽ đạt đến trong ngày tương lai. Còn những người mà có điều kiện sống trong những điều kiện tốt đẹp, mà chểnh mạng dễ vui, thụ hưởng tài sản nhân thiên, rồi tạo trữ những cái ác bất thiện nghiệp, thì những người này dù cho sống cũng như là chết, những người này giống như cái con ngựa hàng, dễ vui, chểnh mãn, lo ăn cỏ, lo gặm cỏ đồ ở gian đường, không có nhanh chóng mà phi nhanh về cái đích của mình. Thành ra đó, Đức Phật đã dùng nhiều cái hình ảnh, nhiều cái ẩn dụ, rồi cũng nhiều cái câu chuyện mà quý vị học ở trong Pháp Cú Kinh, thí dụ như cái câu chuyện mà của hai vợ chồng ông Bá Hộ, người chồng á là con trai của một cái gia đình Bá Hộ giàu có, rồi người vợ đó cũng là một cô tiểu thơ, con của một cái gia đình Bá Hộ giàu có, tài sản của mỗi bên á, quý vị biết là 80 triệu đồng tiền vàng,
Nhưng mà vì chẳng mãn dễ vui, người chồng á, thì không có học nghề học nghiệp, đắm nhiễm trong chè chén rượu. Còn cái người vợ đó thì sao? Mình là tiểu thơ mà đi học nghề nghiệp chi cho nó cực. Học cái nghề đàn hát nè, thì bắt đầu á anh chồng bị mấy cái người mà uống rượu á nó dụ ha, rồi cái bắt đầu tổ chức những cái cuộc chè chén linh đình say sưa. Rồi người vợ á cũng xu hướng theo, người vợ cũng uống rượu rồi múa hát ca sang, rồi cho đến khi mà cái tài sản mà khánh tận, cái tài sản của người chồng cũng hết mà tài sản của người vợ cũng hết luôn, rồi phải gì làm cái người ăn xin, đứng trước cái kỳ viên tịnh xá để chờ để nhận những cái tàn thực, tức là những cái thức ăn thừa của chư tăng á. Chứ bị gì hồi xưa giàu có mà không có biết bố thí, không biết giúp đỡ ai đó, đó cho nên bây giờ là phải sống trong cái khổ cực đó. Thành ra chư tăng mới hỏi, thì Đức Phật mới nói cái người chồng á, nếu mà cái thời mà thanh niên tráng kiện á, người này mà nếu mà biết tu tập thì cái người này sẽ đạt đến A-la-hán. Còn nếu mà người vợ đó mà biết tu tập thì sẽ đạt đến A-na-hàm nha. Nhưng mà bỏ qua hết rồi cho đến cuối đời đó, nếu mà cái tài sản nó còn lại chút ít, nếu mà những người này đó mà biết hồi đầu hướng thiện để mà làm ăn á, thì cũng không đến mà nghèo khổ nha. Rồi nếu mà cuối đời đó mà những người này mà cố gắng nỗ lực tu tập thì cũng đạt đến sơ đạo sơ quả. Nhưng vì sao? Vì đắm nhiễm dục trần, say đắm trong cái rượu trà múa hát ca sang, cho đến khi mà cái tài sản khánh tận cuối cuộc đời thì phải trở thành cái người ăn xin. Cho nên là trong cái pháp cú kinh Đức Phật dạy, trẻ không sớm biết tu hành, lo tạo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm không có xanh sao chết dần. Đó cho nên là chúng ta thấy những cái chúng sanh mà đắm nhiễm trong thế gian, rồi chúng ta nhớ những cái di huấn tối hậu, những cái lời dạy, những câu Phật ngôn của Đức Phật mà chúng ta nên cố gắng thức tỉnh để chúng ta nỗ lực tu tập. Chúng ta đừng bao giờ chẩn mãn dễ vui. Đó, thành ra Đức Phật cũng đã từng dạy, tinh tấn là cái con đường bất tử, còn chẩn mãn dễ vui thì sẽ đi đến những cảnh giới khổ đau. Đó, do đó mà những người mà chúng ta cố gắng học tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta luôn luôn phải nhớ nằm lòng những cái điều này để chúng ta dung bồi trí tuệ, nỗ lực tu tập, rồi chúng ta hướng đến cái con đường giải thoát. Thì mặc dù sự nỗ lực cố gắng của chúng ta đó trong đời sống hiện tại này chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả, nhưng mà biết đâu chừng sự bố thí trì giới tu tiến của chúng ta là những giọt nước, những giọt nước đang tích tụ ở trong cái bình công đức phước báo của chính mình. Sự bố thí trì giới chúng ta nó chưa đem đến cái kết quả trong đời sống hiện tại, nhưng mà ít ra những cái giọt nước này nó là những cái pháp độ, nó những là pháp độ để bổ túc trong cái pháp độ của chúng ta. Đó cho nên là chúng ta đừng có gì mình thấy sao mình bố thí hoài, mình thấy cũng không được gì,
à, mình trì giới hoài mình cũng thấy cũng không có tiến bộ gì hết, à, mình tu tiến, à, thiền định thiền tệ hoài mà sao mình chưa thấy mình đạt được gì hết, à, tại sao? Tại vì nó còn thiếu, à, nó còn thiếu một vài điều kiện nào đó, à, mà biết đâu chừng, biết đâu chừng trong cái đời sống hiện tại này, nhờ sự nỗ lực cố gắng tinh tấn, à, trong cái đời sống này mà chúng ta bổ sung do cái bình nước, à, cái bình nước các cấp độ của mình nó được đầy, ha, nó được đầy thì sao, à, hoặc là trong đời sống này hoặc là những kiếp sống tương lai, à, thì chúng ta cũng sẽ đạt đến, à, cái thánh đạo thánh quả, à, đạt đến con đường để diệt trừ tất cả những phiền não, đạt đến chấm dứt sanh tử luân hồi, à, cho nên đó là, à, chúng ta phải cố gắng nỗ lực, à, theo lời dạy của Đức Phật, à, luôn luôn phải vượt qua, à, những cái dính mắc tham muốn trong đời sống, à, không có dễ mãn dễ vui hưởng thụ, mà khi gặp những cái chướng ngại khó khăn, à, trên bước đường tu tập những điều kiện không có thuận lợi thì chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực vượt qua, à, thì như vậy, à, chúng ta sẽ, à, nhanh chóng đạt đến cái đích cuối cùng, à, đạt được sự, à, giải thoát, à, vượt qua đến bờ bên kia để có một cái đời sống, à, an vui tuyệt đối. Thì qua cái, à, câu Phật ngôn, à, số 6 lời dạy của Đức Phật, à, thì cũng xin, à, giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Thì với phước báo này cũng kính cầu mong, à, chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, à, cầu mong các ngài có thể cho nghe, và chúc tất cả quý tu nữ, à, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, à, nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật để đem đến, à, những cái lợi ích tốt đẹp, những công đức phước báo bổ túc các pháp độ, à, trong đời sống hiện tại này, hướng đến con đường giải thoát ông ngài vị lai, và cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh, à, sớm thoát khỏi những khổ đau, à, thiên tai quả, cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì, à, cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng, à, thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Con kính tri ân ngài Pháp Thanh đã giảng bài chính kinh ngày hôm nay cho chúng con ạ. Dạ. Con xin kính mời đạo tràng có đặt câu hỏi gì trong bài hôm nay không ạ? Dạ, con xin được xuống mic con, để cho ai có ý kiến gì thì con xin được xuống mic ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Tâm, kính lễ sư Phước Sang, kính lễ quý sư, kính lễ với cô tu nữ Như Pháp, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính lễ với cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư Pháp Thanh, con với cái bài học ngày hôm nay đó là về đề tài là kinh Tương Ưng khổng thứ nhất, về những cái lời
việc mà là người thường đắm say vào trong tài sản, trong dục vọng và tham lam. Vì vậy cho nên là như sư đã giảng thì ví dụ một vị Phật tử là khi đã bán tài sản của mình mà không làm việc cái thiện pháp mà mình đã phát ý liền thì đưa đến những cái kết quả không có được như ý, và có những cái bất như ý và đưa đến những cái không hay trong cái khoảng thời gian sau này. Và thưa sư, với cái ý là ta sẽ là phải làm thiện pháp thì con nghĩ là cách làm thiện pháp như thế nào mà cho đúng pháp? Vì khi chúng ta làm thiện pháp với tâm thiện lành và tâm buông xả thì đó là hành động rất là tốt và đem lại cho chúng ta nhiều quả thiện lành, như được sức khỏe, sống lâu, sắc tốt, giàu sang, có địa vị, có cơ hội để thân cận các bậc thiện trí. Thì đó là những cái việc mà làm thì chúng sẽ được cho những quả tốt. Thì chúng ta có cần, cái cần thiết phải là cái sự tác ý, cái sự mong cầu được hưởng những cái lợi lạc ngay hiện tại và lâu dài về sau hay không, hay là chỉ biết là khi chúng ta làm những cái việc thiện pháp đó với tâm trong sáng thì sẽ cho chúng ta những cái quả tốt. Vì khi mà mong cầu thì nó con cảm thấy là khi mình có sự mong cầu giống như là mình làm một cái việc gì đó thì mình phải có sự đền, có kết quả như thế nào. Thì như vậy thì nó không có thấy ra được cái bản chất thật của cuộc sống, mà chúng ta sẽ bị cuốn trôi trong những cái việc làm thiện pháp. Như vậy thì con thấy là để có được những cái việc thiện, việc làm thiện pháp đúng theo pháp thì chúng ta phải làm như thế nào để cái chúng ta không có cái ý tưởng hão huyền trong cái việc làm thiện pháp, mà chúng ta chỉ làm bởi vì tâm tâm sáng và bởi vì chúng ta thấy là đó là việc cần làm. Thưa sư, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì quý vị học trong những cái đọc trong cái chuyện tiền thân Đức Phật á, thì quý vị sẽ thấy rằng đó do Bồ Tát có một cái chí nguyện, cái chí nguyện cao cả là hướng đến cái con đường giải thoát cho chính mình và sẽ đem cái giải thoát đó để giảng dạy cho tất cả chúng sanh thực hành theo. Cho nên á là bất cứ khi mà Bồ Tát làm những cái pháp lành nào thì ngài cũng hướng đến cái mục đích cao cả là giải thoát. Thì có một cái câu chuyện ở đây thì sư cũng lấy để minh họa cho cái chí nguyện cao cả của Bồ Tát đó. Thì trong một cái kiếp sống đó, Bồ Tát là một cái anh thanh niên. Bồ Tát thừa hưởng một cái gia tài rất là lớn của đời ông bà cha mẹ để lại. Thì sau khi mà cha mẹ qua đời rồi đó thì cái người mà giữ kho của gia đình của Bồ Tát đó, mới đem sổ sách mới báo cho Bồ Tát biết là hiện tại bây giờ là trong cái tài sản trong kho là được như vậy tiền bạc bao nhiêu đây, rồi ngọc ngà châu báu bao nhiêu đây, lụa là gấm dốc bao nhiêu đây, ruộng giường bao nhiêu đây nha. Rồi cái Bồ Tát mới hỏi chứ ủa cái tài sản này là ở đâu mà có, thì cái mà quản gia đó mới nói là
từ cái thời mà ông bà rồi truyền lại cho cha mẹ của Bồ Tát đến Bồ Tát ha. Đó, một cái khối tài sản khổng lồ rất là lớn vậy. Thì Bồ Tát mới suy nghĩ, chứ ông bà mình á, từ đời ông cố mà ông làm, ông cố làm rồi á, truyền cho ông nội, ông nội truyền cho cha mẹ mình, thấy không? Mà cứ cứ làm lụng rồi có dung bồi cái tài sản mà, rồi tưởng sao khi mà ra đi rồi để lại hết chứ có mang theo được gì, cho nên á là Bồ Tát mới suy nghĩ vậy, Bồ Tát mới ra cái thông báo là coi như là Bồ Tát sẽ sẵn sàng bố thí cái tài sản của mình trong vòng 7 ngày, ai có cần thì sẽ đến để mà lấy. Đó. Rồi trong vòng 7 ngày Bồ Tát bố tài sản nó cũng không hết nữa, nó còn lại quá trời nhiều luôn, mà Bồ Tát chán nản rồi, thôi viết cái một cái tấm bảng để hết cái tài sản ở ở trong nhà đó. Ai có cần thì tự do thoải mái đến mà lấy. Cái Bồ Tát mới đi vô rừng làm đạo sĩ, đi ha, thân bằng quyến thuộc rồi những người đầy tớ cũng đi theo, đi theo vô trong rừng. Nhưng mà họ đi theo á, họ tu thì không tu, mà hồi đó giờ sống trong cái điều kiện mà vật chất đầy đủ ha. Còn bây giờ á, đi vô rừng rồi nó thiếu thốn đủ thứ thành ra đó sao họ cãi nhau, họ nói này nói kia ồn ào, Bồ Tát chịu không nổi. Mới nửa đêm Bồ Tát mới lội qua cái sông đến một cái hòn đảo quan tu tập một mình thôi rồi sao qua đó thì sao đâu có vật thực, cho nên là Bồ Tát đi kiếm trái cây. Mà nếu mà ngày nào không có trái cây á thì Bồ Tát hái những cái đọt non để mà sống để mà tu tập. Thì chính nhờ cái sự nỗ lực mà tinh tấn như vậy đó, nó làm cho cái bồ đòn của vua trời Đế Thích nó nóng lên nóng lên. Thì vua trời Đế Thích mới xuống gặp Bồ Tát để hỏi cái mục đích của Bồ Tát á, là nỗ lực tinh tấn như vậy á để nhằm cái mục đích gì. Tại vì ông vua trời Đế Thích ông cũng sợ ông sợ là Bồ Tát tinh tấn tu tập để về cõi trời á, rồi cái phước báo của Bồ Tát nó lớn hơn ổng, ổng mất ngôi vua trời Đế Thích. Thì Bồ Tát mới nói là tôi chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất là hướng đến cái con đường giải thoát mà thôi. Ngoài cái con đường giải thoát ra là tôi không có một cái ý định nào khác. Cho nên á là vì như vậy đó mà vua trời Đế Thích đã hết lòng ủng hộ độ cho Bồ Tát, mặc dù là ở trên một cái đảo quan á, nhưng mà hằng ngày á là Bồ Tát cũng không có thiếu thốn về bốn món của cái vị đạo sĩ để nỗ lực hoàn thành các pháp độ và nỗ lực tu tập trong cái kiếp sống đó. Đó. Thì qua cái câu chuyện của Bồ Tát ở trong cái câu chuyện tiền thân này đó, chúng ta thấy rằng đó, từ khi mà còn là một phàm nhân thì cái chí nguyện của Bồ Tát là như vậy đó, trông vào hướng vào cái con đường giải thoát, giống như cái chiếc thuyền lên đên trên biển. Bây giờ mình thấy được cái đèn hải đăng, cái đèn biển ở trong đất liền rồi. Bây giờ chúng ta chỉ chăm chú vô cái ánh sáng cái ngọn đèn này, chúng ta đi thôi. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm những cái việc lành, tạo trữ những cái công đức phước báo, thì chúng ta phải có cái chí nguyện mong muốn giải thoát. Tại vì các cái điều kiện vật chất quý vị bố thí thì sẽ có
có được những cái điều kiện về vật chất tốt đẹp ha. Quý vị tu tập thì có cái phước trí, quý vị cố gắng gìn giữ cái giới mình cho được tốt đẹp trong sạch thì có cái phước đức ha. Nhưng mà những cái phước đức này, những cái phước này đó, nó hỗ trợ chúng ta trong cái đời sống. Mà nếu mà cái chí nguyện chúng ta không mạnh mẽ, không kiên cường thì cũng giống như những chúng sanh ở trong cái bài số 6 này. Tại sao? Khi mà những cái điều kiện tốt đẹp nó diễn ra, rồi cái chí nguyện mình mà nó không có mạnh mẽ, nó không nhắc nhở chúng ta trên cái con đường tu tập, chúng ta chảnh mạng, dễ vui, quên đi chúng ta thụ hưởng cái vật chất, cái hạnh phúc, an lạc của thế gian, của nhân thiên, thì sao? Thì chúng ta sẽ bỏ dở cái con đường tu tập của mình. Cho nên bất cứ chúng ta làm những cái điều lành, những cái điều thiện nào, thì cầu mong phước báo này hỗ trợ trong đời sống luôn luôn lập được chánh pháp, tu hành tinh tấn để sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó là cái nguyện vọng, cái chí nguyện cao cả nhất của chúng ta. Nếu mà trong đời sống chúng ta thường xuyên tạo trữ công đức phước báo, thường xuyên có chí nguyện hướng về cái con đường giải thoát thì nó sẽ là những cái điều kiện nhắc nhở chúng ta để mà ta tu tập cho được tốt đẹp. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng An, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Là con kính tri ân những lời giải đáp của sư đã giúp con giải tỏa được cái thắc mắc của con. Dạ, xin mời quý vị đạo hữu cùng tham gia thảo luận để cho cái room mình được sôi động, và coi như là chúng ta giúp nhau để cùng tiến hóa trên cái bước đường tu tập ạ. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, vì không thấy ai giơ tay thì con thưa sư, con có một cái câu hỏi như thế này. Như sư như trong bài học này nói là thường là những cái vị nào mà có được cái tài sản phong phú dồi dào và cái cuộc sống họ không có gì đau khổ, họ chỉ thấy là hạnh phúc và nó rất là vui, thì những cái người đó thì luôn bị chìm đắm say mê trong những cái gì mà họ đã được thụ hưởng. Chỉ khi nào những vị đó gặp những cái bất ý hoặc là những cái cảnh khổ, thì lúc đó mới nhận chân ra rằng phải hướng về Phật, phải nghĩ tới Phật, và lúc đó mới tìm hiểu về đạo Phật. Vậy thì để giúp cho những người còn đang trong cái cuộc sống mà an vui, làm sao để họ nhận chân ra cái sự thật của cái khổ, cái vô thường trong cái cuộc sống hàng ngày, thưa sư? Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Mà giá, nam mô Sang Ga giá. Thì quý vị thấy rằng đó, những cái người phàm nhân thì cái gì, cái tâm cống cao ngã mạn, rồi khi mà chúng ta mà có được những cái quả lành nó đang sanh khởi, cái bắt đầu chúng ta sanh cái tâm mà cống cao ngã mạn, tự phụ kiêu căng, thấy không? Trời, tôi mà tài giỏi thế này thế nọ ha, tôi làm cái gì là cũng thành đạt hết á, tài sản có này kia nọ, địa vị có này kia nọ, rồi chính vì cái tâm mà cống cao ngã mạn đó là chúng ta tự phụ kiêu căng, quên quan, chúng ta quên đi
quên đi những cái, những cái mà bất thiện, nó có thể nó sẽ sanh khởi bất cứ lúc nào, phải không? Đó. Vì thấy rằng á, Đức Phật dạy á, cái tài sản mình á, nó có thể bị tiêu hoại do gì? Do nước lũ cuốn trôi, do hỏa hoạn, ha. Rồi sao? Do những cái người mà, những cái người thừa kế nó không xứng đáng, ha. Rồi sao? Rồi á, cái tài sản của mình á, nó đâu phải là chắc chắn, ha. Nó rất là mong manh. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng á, quý vị có vài ba tỷ trong tay đó, chứ cũng chưa chắc ăn đâu. Chỉ cần dướng vô một cái cơn bệnh mà gọi là ung thư nguy hiểm đó, thì vài ba tỷ nó không có nhầm gì hết á. Đó. Đó. Thành ra đó, chúng ta phải quán xét thấy rằng á, chúng ta có được cái tài sản này, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng cái tài sản một cách nó hợp lẽ, ha. À, nếu mà không á, thì cái tài sản này nó sao? Nó trở thành cái quả, ha. Cái quả tốt đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó thì nó trở thành cái quả giống như lòng của cái ông bá hộ đó, ha. Đó. Rồi chúng ta phải thấy được cả các cái tài sản thế gian này nó là vô thường, ha. Khi mà một mai cái chết chúng ta đến, chúng ta không đem đeo theo được gì hết á, ha. Cái trước cửa cái lò thiêu á, à, trước cửa cái lò thiêu, trước cái cửa đi vào nghĩa trang, nó không có chỗ nào để mà chúng ta gửi cái tài sản hết á. Chúng ta phải bỏ lại tất cả khi mà đi vô nghĩa trang, khi đi vào lò thiêu. Cho nên á, là ngay trong đời sống này mình phải biết sử dụng cái tài sản này để đem đến cái lợi ích phước báo. À, rồi chúng ta phải quán sát về cái sự khổ ở trong thế gian này. À, không ai ở đời ta nói, không ai giàu ba họ, không ai khó qua đời. Quý vị thấy rằng có nhiều câu chuyện như là gia đình của Hắc công tử, Bạch công tử. Đó. Ông bà cha mẹ dành dụm để lại biết bao nhiêu tài sản, biết bao nhiêu ruộng đất. Đó. Nhưng mà không biết sử dụng, tiêu pha quan thi phí, rồi nó cũng tiêu hết. À. Đó. Rồi chúng ta phải biết là coi như không có nên chấp thủ, bám níu, dính mắc vào cái tài sản này. À, cái trường hợp mà cái ông bá hộ mà gì mà ổng giữ ba cái chum vàng đó, ha, ổng chôn ba cái chum vàng rồi ổng chết bất đắc kỳ tử. À, ổng mới bám níu vào cái tài sản mà ổng tục sanh làm con chó. À, con chó nó giữ cái tài sản đó, ha. Đó, thành ra chúng ta phải học và rồi phải đọc những cái tích truyện ở trong kinh cho thật nhiều để lần hồi gì, để lần hồi mình diệt trừ những cái phiền não, à, cái tâm cống cao ngã mạn, dính mắc tự hào vào cái tài sản, rồi cái tâm chấp thủ, à, luyến tiếc, à, những cái tài sản của thế gian, để chúng ta biết sử dụng cái tài sản này vào những cái mục đích tốt đẹp để đem đến cái lợi ích. Ha. Đó, rồi, à, trong đời sống cũng vậy, chúng ta phải biết tri túc, à, vừa đủ, à, mình xài vừa phải thôi, ăn uống vừa phải, nhà cửa vừa đủ, ha. Đừng có dính mắc vào những cái tiện nghi vật chất đời sống, à, đừng có đua đòi, à, quá mức, ha. À, rồi phải nỗ lực cố gắng tu tập, à, chúng ta luôn luôn, à, nhắc mình, à, chúng ta luôn luôn phải nỗ lực cố gắng tinh tấn, à, thì á, cái chí nguyện, cái con đường giải thoát của mình á, mình phải luôn luôn mình
trông vô, mình hướng đến. À, giống như cái con tuấn mã trong cung pháp cú kinh Đức Phật nói đó, giống như cái con tuấn mã là nó luôn luôn là nó chăm chú vào cái vạch đích cuối cùng. À, nó chăm chú rồi đó thôi, không nhìn qua nhìn lại, để nó sẽ cố gắng chạy đến đích sớm nhất. Đó, thành ra đó là trong đời sống chúng ta nhớ là luôn luôn có cái chí nguyện mạnh mẽ hướng đến cái con đường giải thoát. Thì như vậy á, chúng ta cái chí nguyện này sẽ nó là cái tác ý mạnh mẽ, nó là cái thường cận y duyên, nó là cái cận y duyên, nó là cái thường cận nghiệp trong các cái việc thiện lành, hướng đến cái con đường giải thoát thì nó sẽ nhắc nhở hướng dẫn chúng ta đạt đến cái mục đích tối hậu, chấm dứt sanh tử luân hồi. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Song Khai. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, cho con xin phép được có một câu hỏi ạ. Dạ. Ví dụ như là những người mà người ta thường có những cái tài sản thì như của cha mẹ để lại, hoặc là tài sản mà tự người ta làm ra đó, thì mà nếu như mà họ mà biết phước thêm, mà họ biết cúng dường trai tăng, hoặc là họ biết bố thí, thì họ sẽ như là một cái của để dành. Thế nhưng mà như con thì con thấy có những người họ cũng không chịu làm phước ấy, nhưng mà họ cũng sướng từ cái lúc bé luôn đến lúc về già, họ cũng vẫn có rất là nhiều tài sản mà họ chưa mà họ lại còn không tín tâm đấy, thưa sư. Thì như vậy thì cái quả đó thì có phải là do cái nghiệp quá khứ mà họ được hưởng không ạ? Con xin được câu hỏi như vậy ạ. Con dâng mic lên ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì chúng ta biết rằng trong đời sống hiện tại này chúng ta đang thừa hưởng những cái nhân thiện lành mà chúng ta gieo trồng từ kiếp quá khứ. Thì những chúng sanh mà đã tích cực tạo trữ những cái nhân thiện lành, những cái công đức phước báo, thì cái đời sống hiện tại này đó, cái quả nó phát sanh, thì những chúng sanh này có một cái đời sống hanh thông, tốt đẹp, an vui, có sức khỏe, có tài sản, có địa vị. Còn nếu mà những chúng sanh mà trong quá khứ không có tích góp tạo trữ những cái công đức phước báo, thì sao? Thì sẽ sống trong những cái điều kiện không có tốt đẹp. Thì quý vị thấy rằng á, có những chúng sanh họ cũng có phước báo, họ sanh trong những cái gia đình quyền thế, họ sanh trong cái gia đình có tài sản, có địa vị, nhưng mà họ không có biết, không biết làm phước gì hết, họ chỉ thừa hưởng cái đời sống đó thôi. Thì giống như cái người này đó, lúc trước họ làm ăn, họ có gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng, rồi giờ họ không có làm nữa, họ cứ rút dần cái tiền lời, cái tiền mà họ gửi trong tiết kiệm họ ra họ sử dụng,
hay là một cái người nông dân, một người nông dân trong cái mùa vụ trước đó, họ tích cực họ cày bừa rồi trên họ chăm phân bón đồ đầy đủ, cho nên thì cái mùa vụ trước đó, họ trúng mùa, họ trúng mùa. Bây giờ là ở trong nhà họ có lúa rất là nhiều, rồi họ cứ thế mà họ đem ra họ họ sống hàng ngày thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái tài sản đó đó mà họ không có dành ra, họ không đem cái lúa ra để mà gieo trồng tiếp tục, thì có nhiều khi họ ăn hết cái lúa này thì đâu có để mà ăn tiếp nha. Đó, cho nên á là chúng ta phải biết Đức Phật dạy á là chúng ta trong cái đời sống hiện tại này, do những cái nhân lành, những cái nhân lành chúng ta tạo trữ gieo trồng, bây giờ nó cho quả. Mà bây giờ mà nếu mà mình cứ vậy mình hưởng thụ thì đến một ngày nào đó rồi nó cũng hết. Mình không tiếp tục mình gieo tiếp tục nữa thì một ngày nào đó cái phước này rồi nó cũng hết. Mà khi mà nó hết thì chúng ta phải gặp vào cái hoàn cảnh là không có được tốt đẹp, khó khăn trong đời sống rồi này kia nọ thế này thế khác. Thành ra đó chúng ta phải hiểu không có một chúng sanh tạo nghiệp mà cũng không có một chúng sanh gặt quả, chỉ là dòng nghiệp báo triền miên. Chúng ta không có nhớ rằng cái này là do cái nghiệp lực, cái dòng nghiệp quả, nhân quả nó trổ sanh, chứ không phải mình suy nghĩ ở cái phước này của tôi bữa nay tôi giàu có là tại hồi đó tôi biết làm phước cho nên bây giờ tôi hưởng. Mà cái người này á họ chịu khổ đau tại họ gieo ác bất thiện nghiệp, bây giờ họ phải gánh lấy. Tại vì sao? Các pháp là vô ngã, do những cái tác ý thiện lành chúng ta gieo trồng những cái nhân tốt, đến lúc cái nhân nó cho quả. Rồi do những cái tác ý bất thiện chúng ta gieo những cái ác bất thiện pháp, những cái nhân bất thiện, thì đến lúc nó cho quả khổ đau. Cho nên á chúng ta ý thức được cái điều đó trong những cái điều kiện thuận lợi chúng ta phải biết đây là cái quả lành nó đang trổ. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có biết á, mình biết á gieo trồng tiếp á thì mai mốt nó hết, mà cái quả lành nó hết rồi biết đâu chừng cái quả xấu nó đến sao. Đó, thành ra trong cái đời sống chúng ta phải, Đức Phật dạy mình phải biết sử dụng cái tài sản phát sanh hợp lẽ. Tài sản phát sanh hợp lẽ đây là gì? Tài sản này do mình thừa kế từ trong dòng tộc, tài sản này phát sanh do chính công sức của mình, chính mồ hôi công sức của mình, trí tuệ của mình tạo ra. Thì sao? Thì mình phải chia cái tài sản ra làm bốn phần. Một phần để mình sinh sống hàng ngày, ăn uống, ăn uống rồi nhà cửa rồi cái này cái khác. Rồi một phần nhá, tại sao? Một phần nhá là mình phải chuẩn bị, nếu mà là cái người mà mình có ngành nghề người buôn bán thì mình phải dành một phần ra để mà làm cái tạo cái điều kiện ăn sinh kế của mình, để nó mới tiếp tục nó cho cái tài sản. Rồi một phần nhá là mình để đề phòng bất trắc, bữa nay mình còn khỏe nè, bữa nay tài sản mình còn nè, nhưng mà ngày mai biết đâu chừng mình bị bệnh tật hay sao. Bữa nay mình còn làm ăn nó thuận lợi tốt đẹp, biết đâu mai mốt có những cái chướng ngại
trong cái xã hội, trong cái đời sống, cái công việc làm ăn của mình nó trắc trở nha. Cho nên á, mình phải có một cái khoản để phòng, đề phòng những cái điều kiện không tốt đẹp nó xảy ra. Rồi á, nếu mà những cái này nó không ấy á, thì gì, mình có thể mình dùng cái khoản này đó để mình giúp đỡ thân bằng quyến thuộc mình chẳng hạn, giúp đỡ cho người khác chẳng hạn. Còn một cái phần cuối cùng đó là mình, Đức Phật gọi là chôn của để dành. Chôn của để dành không phải là mua vàng rồi bạc rồi mà mình đem chôn dưới đất, mà ở đây chôn của để dành là gì? Mình tạo phước, mình giúp đỡ cho những người bần cùng neo đơn, những người ốm đau bệnh tật đó. Rồi hoặc là chúng ta cúng dường đến Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, cúng dường xây chùa, tạo dựng các cái ngôi chùa hoặc là chúng ta hộ độ chư tăng, đặt bát cúng dường chư tăng, in kinh, cái nọ đó, tạo những cái điều kiện tốt đẹp, xây tăng xá, xây những cái pháp đường, xây dựng những cái trường thiền, những cái thiền viện đó, thì chúng ta dùng cái tài sản này đó để mà chúng ta tạo dựng cái con đường trong ngày vị lai. Thành ra đó Đức Phật mới dạy chúng ta sử dụng cái tài sản mình với trí tuệ trong cái đời sống hiện tại này, chứ chúng ta không có khư khư hưởng cái tài sản thôi. Thì nếu mà những cái người mà có phước cứ khư khư thụ hưởng cái tài sản, không có biết sử dụng tài sản một cách hợp lẽ với trí tuệ, thì sao một ngày nào đó cái tài sản nó hết thì những cái chúng sanh này phải rơi vào những cái cảnh khốn khó. Lúa mình cứ ở trong bồ mình ỉ, cái mùa vụ rồi tôi làm chút lắm, tôi làm được tới 100 dạ lúa. Nhưng mà 100 dạ nó là cũng có hạn lượng. Bây giờ mình không để biết đem 5-10 dạ ra mình làm lúa giống, mình gieo trồng tiếp, thì sao một ngày nào đó 100 dạ này nó cũng hết. Mà khi mà lúa ở trong bồ mình hết rồi thì sao? Mình phải đi vay mượn. Mà mình không vay mượn thì mình khốn khó, không có gạo, không có đồ để nấu cơm ăn. Đó, thành ra chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta phải biết sử dụng cái tài sản trong đời sống một cách hợp lẽ với trí tuệ, thì chúng ta sẽ được an lạc. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xà thú, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin kính mời đạo tràng, ai có câu hỏi gì thì xin được giơ tay ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ mô Phật, chưa có ai đặt câu hỏi. Đã con ban nãy con thấy ngài nói về cái vấn đề là giao tài sản cho những người không xứng đáng, như vậy là nghĩa là như thế nào ạ? Con kính mong sư chia sẻ thêm cho con được hiểu biết về cái vấn đề này không ạ? Dạ, con xin được xuống mắt. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Ở đây đó, nói về giao lại cái tài sản cho những cái người thừa kế không xứng đáng, thì ở đây đó là có những cái hạng con,
mà khi mà được thừa hưởng cái tài sản của ông bà cha mẹ để lại đó, thì những cái người này đó không biết sử dụng tài sản đó vào những cái mục đích tốt đẹp, mà sao ăn chơi trác tán, rồi trụy lạc thế này thế khác, dẫn đến cái tài sản nó bị khấm kiệt. Rồi á, mình sử dụng tài sản này, như hồi nãy sư nói, cái tài sản này nó là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta biết sử dụng á, thì nó đem đến cái lợi ích phước báo. Mà nếu mà chúng ta không biết sử dụng, thì nó sẽ là cái họa. Thì có cái câu chuyện, cũng trong câu chuyện Pháp Cú Kinh á, có bốn anh chàng con của công tử, con của bốn vị bá hộ ở trong cái kinh thành đó. Ở bốn cửa của kinh thành thì có bốn ông đại bá hộ. Thì sau khi ông bá hộ này chết qua đời thì để tài sản lại cho bốn cái vị công tử. Thì bốn vị công tử này mới ỷ lại vào cái tài sản của mình, mới là kết bè với nhau ăn chơi trác tán, rồi những cái thú vui vật chất, trà đình tủ điếm đồ á, cũng không có vui, không có thỏa mãn. Cho nên mấy vị này mới bày ra cái kế là bây giờ mình có tiền nhiều mình có của cải nhiều, bây giờ á, những cái ở trong cái kinh thành này mà những cái cô gái nào mà đẹp á, bắt đầu mình sẽ dùng tài sản ra mình mua chuộc, mình dụ dỗ những cô gái này để mà mình làm cái điều không có tốt đẹp là tà dâm với những cái thiếu nữ này. Do cái tài sản mà để đem ra những cái làm những cái điều phi pháp đó, thì sau khi mà thân hoại mạng chung, bốn cái anh chàng công tử này đó bị rơi vào địa ngục đồng sôi. Đó thì mỗi chúng cái những cái chúng sanh mà rơi vào cái địa ngục đồng sôi này đó, quý vị biết là giống như cái nồi của mình vậy đó, cái chúng sanh mà từ ở trên cái mặt cái nồi á mà rơi xuống chạm cái đáy á, tính ra là trong cái thời gian là khoảng 3.000 năm của nhân loại. Rồi từ cái đáy mà trồi trở lên tới cái mặt của cái địa ngục đồng sôi á là 3.000 năm. Thành ra mấy anh này cứ bị trôi lăn trong cái địa ngục đồng sôi này. Cho nên là khi mà cái tài sản vật chất, nếu mà chúng ta sử dụng với trí tuệ đúng mục đích, để đem đến những cái gieo những cái nhân tốt, thì nó sẽ cho quả, cho quả an vui tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng những cái tài sản vật chất của dòng tộc để lại đi vào những cái con đường phi pháp, thì chính bản thân mình rơi vào cái cảnh giới khổ đau, mà cái tài sản đó mình sử dụng nó cũng không xứng đáng. Thay vì mình đem cái lúa này ra để mình gieo trồng để nó trổ tiếp tục nữa, thì bắt đầu là mình đem làm những cái mục đích không tốt đẹp, rồi mình bị cái quả khổ đau. Cho nên thường thường ở thế gian người ta nghĩ là mình để của lại cho con cái, để cho nó có nó hưởng. Nhưng mà có những lúc do cái duyên nghiệp, cái người con không có trí tuệ, không có hiểu biết để sử dụng đúng cái tài sản này, mà đem tiêu pha quan phí vào những cái rượu chè cờ bạc trà đình tủng điếm, để cái tài sản đó mai một đi,
Thì như vậy là những cái người thế này nó không có xứng đáng với cái công sức và cái tài sản mà của ông bà cha mẹ của trong dòng tộc để lại cho mình đó. Cho nên nó là chúng ta phải hiểu trong gia đình mình với con cái cũng vậy, mình phải hướng con từ còn nhỏ hiểu biết những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp. Ví dụ bây giờ thay vì mình cho con cái tài sản để nó mua đồ chơi thế này thế khác, khi mà đến chùa hay là có những cái dịp mà cúng dường bố thí đó, thì mình đưa cho con cái khoản tài chánh rồi khuyên con bây giờ con đem vô cái thùng Tam Bảo đó, con bỏ vô thùng con cúng dường Tam Bảo để có phước hay là cái trường hợp giống như là ở bên Miến Điện hằng ngày thay vì cha mẹ tự tay đặt bát đến chư tăng nhưng mà nấu một cái nồi cơm, một tô cơm, cái nhắc cái ghế ra để cho đứa con mình nó đứng trên ghế cái bắt đầu chư tăng đi bát đó, bà mẹ bà hướng dẫn con múc từng muỗng cơm đặt bát vào chư tăng đó, là để gì? tập cho con mình nó biết làm phước khi mà nó biết làm phước, nó hiểu biết rồi đó, thì sau này nó sẽ sử dụng cái tài sản của cha mẹ để lại một cách tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta, quý vị thấy cũng có những gia đình rất rất là cưng chiều con cái, muốn gì được nấy, muốn gì cho nấy, thế nào cũng để ấy. Nhưng mà sao? Có một cái câu danh ngôn đó, là cha mẹ mà muốn hại con cái đó, thì coi như là cung cấp tất cả những cái nhu cầu trong đời sống, cung cấp tất cả những cái tiện nghi trong đời sống cho được tốt đẹp đầy đủ, phải không? Thì những đứa con này đó, nó được cưng chiều, nó được thụ hưởng, nó được thỏa mãn trong cái đời sống thế gian này. Thành ra nó không biết vậy đó. Thì khi mà nó được thừa hưởng tài sản thì nó sẽ gì? Tiêu pha quan phí, không bao giờ nó biết đem ra để mà làm những cái thiện pháp gì hết đó. Cho nên là chúng ta phải biết hướng dẫn con mình, con cháu mình, thân bằng quyến thuộc mình về những cái tạo trữ những cái công đức phước báo chứ không phải mà bây giờ mình để lại cho nó cả ngàn mẫu ruộng, mình để lại cho nó cả trăm ký vàng, mình để lại cho nó mấy dãy phố mà nó sẽ hưởng được đâu. Có, nếu mà nó không biết tạo phước, nó không biết gìn giữ thì cái tài sản này nó cũng bị đánh mất, bị mai một đi mà thôi đó. Cho đó đó mà khi mà chúng ta giao cái tài sản lại cho những cái người thừa kế thì mình cũng phải hướng dẫn cho những cái người này đi trên cái con đường thiện pháp, thì những người này sẽ gìn giữ và phát triển cái tài sản một cách tốt đẹp, hướng vào những cái lợi ích trong ngày vị lai. Còn nếu mà chúng ta nuông chiều rồi cho những cái người này thừa hưởng cái tài sản đó, thì cũng giống như trong cái câu số 6 này mình học đó, cái người này chỉ biết thừa hưởng tài sản thôi, rồi là đấm nhiễm dính mắt, rồi ở lại bờ bên này chứ không có vượt qua đến cái bờ bên kia nha. Thì đó, xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú ạ, con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Như vậy là ví dụ như là cha mẹ mà để tài sản lại cho mình thì mình là một người con là cũng cần phải biết giữ gìn làm sao cho tài sản đó có thể là giữ nguyên hoặc là phát sinh ra, và có thể là biết như là khi ba mẹ mất là lấy cái số tiền đó để mà mình cúng dường chư tăng, rồi mình làm phước để hồi hướng cho cha mẹ. Dạ, như vậy cũng là người
hiểu biết và có trí để mà mình làm cái tài sản nó sử dụng đúng. Dạ, đúng. Con như sư nói như vậy là con cũng thấy là có thêm sự hiểu biết. Còn nếu như mà đưa cho những người mà không biết sử dụng thì một là có thể là họ sẽ ăn chơi sa đọa hết ạ. Như bài học hôm nay cũng vậy, con thấy là nếu như mà người mà có phước đó được thừa hưởng tài sản vật chất như vậy thì mà lại không biết tạo thêm ra thì sẽ bao nhiêu cũng hết rồi. Đôi khi gặp những cái người họ lừa đảo mình ấy, rồi thì cũng không kịp làm phước gì, cũng đã hết rồi. Như vậy thì nhưng mà khi mà có cái quả ngay hiện tại á, thì người ta hiểu ra và người ta bắt đầu người ta làm lại ngay từ đầu á, thì làm phước lại ngay từ đầu á, thì sẽ đỡ hơn. Còn nếu như những người mà không biết mà thấy bị mất hết rồi lại càng khổ đau hơn, xong rồi càng thấy mình không có tiền lại càng như kiểu là bùn xỉn hơn, thì như vậy thì sẽ chắc là sẽ rất là khổ, đúng không thưa sư? Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, xem có ai có câu hỏi gì không ạ. Dạ, con xin được xuống mic nhiều một vị khác ạ. Dạ. Dạ, thưa sư, cho con xin được đọc câu hỏi của cô Quang Thanh ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là một người đang học pháp và hành pháp rất tinh tấn, nhưng trên đường học hành gặp nhiều chướng ngại, luôn bị người khác cản trở về thời gian. Cứ ngồi thiền nghe pháp là người ta sai làm việc này việc khác. Có phải mình có oan trái với người ta không ạ? Kính sư cho biết mình phải làm thế nào vượt qua. Dạ, con đã đọc câu hỏi của sư Quang Thanh. Dạ, con xin xuống mic, con kính mong sư trả lời cho sư Quang Thanh ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Thì cái gì á nó cũng có nhân. Mà khi mà gieo nhân thì cái quả nó sẽ đến. Cho nên á, trong đời sống chúng ta, những cái lúc là chúng ta quán xét, phản tỉnh, tư quả, mình truy ngược để tìm nhân. Đó, nhân quả, nhân quả. Xuôi dòng tìm quả mà truy ngược để tìm nhân. Đó. Thì bây giờ á, mình thấy rằng á, trong đời sống hiện tại này mà mình cứ mỗi lần á, mà mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình tu tập á, thì cái chướng ngại nó lại đổ ra. Do những cái nhân xấu mình tạo ra từ quá khứ, phải không? Những cái nhân bất thiện, có những lúc hồi đó mình cũng tinh nghịch, ta đang tụng kinh, đã hành thiện, mình lỡ mình làm ồn ào, mình phá khuấy cái chánh niệm tỉnh giác của người ta. Cho nên bây giờ mỗi lần mà mình muốn học thì có những cái chướng ngại nó xảy ra. Mình muốn hành thiền thì bắt đầu nó có những cái chướng ngại nó xảy ra. Đó, thành ra sao bây giờ mình trả nghiệp thôi, giờ mình chấp nhận. Giờ nghe mình không có sân hận, không có bực bội. Rồi bây giờ có đôi lúc mình là bổn phận là cái người vợ, người chị, người chồng, người cha ở trong gia đình. Bây giờ mình muốn tu tập nhưng mà mới vừa vô ngồi ông chồng cũng sai, mới vừa vô ngồi bà vợ bà réo, mình mơ vừa vô ngồi cái
ông già kêu, bà già kêu. Thì giờ mình biết, biết rằng á, cái thời gian mà mình dành hành thiền, à, thay vì mình ngồi thiền, à, nhưng mà chắc hồi đó mình cũng cũng nghịch ngợm, mình cũng phá phách người ta tu tập, cho nên bây giờ hả mình muốn tu là nó bị những cái chướng ngại nó xảy ra, thì thôi, à, thay vì bây giờ á, mình khư khư mình ngồi thiền, mình khư khư mình tụng kinh, thì giờ á, bây giờ người ta biểu mình làm việc này, biểu mình làm việc khác, thì nếu mà chúng ta làm các cái công việc đó trong cái sự chánh niệm tỉnh giác, trong cái tâm mà hoan hỷ, à, thì sao? Thì chúng ta sẽ trả bớt được một cái món nợ, à, chúng ta trả bớt được một cái quả xấu, à, chúng ta vượt qua được một cái chướng nghiệp, à, thay vì á là bây giờ mình mới vừa vô ngồi thiền, mới vừa vô lễ bái tam bảo, à, thì người này kêu, người kia réo, à, người nọ sai biểu công, cái những cái âm thanh xung quanh nó ồn ào, à, mà mình bực bội, à, mình khó chịu, mình làm thế này thế khác, thì sao? Thì chẳng những mình không trả được cái nợ xấu, mà mình còn chồng chất thêm cái nợ mới nữa. Tại vì khi mà mình khó chịu, mình bực bội, thì tâm mình phiền não, không? Mà chủ nợ ta lại ta đòi, mà mình không chịu quan thủy mình trả đi, mà mình còn cử cãi, mình cử cãi, mình chửi bới cái người chủ nợ, thì nợ thì nó thêm chồng chất thêm nữa. À, do đó đó là chúng ta biết bây giờ á, không phải là mình ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt ha, mới làm tiền, mà khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác trong cái công việc ha, cái tâm mình giữ quân bình, à, hoan hỷ để mình làm những cái công việc đó, mình quan sát với trí tuệ, thì lúc đó là mình cũng là hành thiền vậy. Thế còn bây giờ á, bổn phận mình là người vợ, à, mình đi nấu cơm, mà giờ tới giờ rồi mà ông chồng đi làm về không có cơm ăn, bắt đầu không la sao được, à, đó, thành ra đó mình biết thôi, bây giờ á, giờ này là ông đi làm về sắp tới rồi, mình phải làm tròn cái bổn phận của mình trước, à, mình đi nấu cơm đi, ông về á, mình vẫn làm tròn bổn phận, nhưng mà mình làm trong cái tâm hoan hỷ, chánh niệm tỉnh giác, à, mình xúc cơm mình biết, mình bưng cơm ra mình biết, làm mỗi cái gì mình biết, thì chúng ta cũng vừa thực hành thiền, à, trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày ha, mà mình cũng vừa làm tròn bổn phận ha. Thành ra có nhiều khi cái sự việc nó xảy ra đó do mình không có biết ha. Cái trường hợp cái ông giới tử ngày nào á ổng cũng ngồi thiền cái giờ đó, nhưng mà hôm nay á nó khác, à, ngày mai là chùa có lễ, à, ngày mai là chùa trai tăng, ngày mai chùa dân y, cho nên là chiều nay đó là Phật tử tập trung đến để trang trí bông hoa. Bây giờ mình nói không, giờ này là giờ tôi ngồi thiền nè, à, không có bông hoa vậy thôi, thì không phải đó. Thay vì bây giờ hàng ngày mình ngồi thiền ở trên chánh điện, ở trong trường thiền, nhưng mà ngày mai có lễ, bây giờ người ta đến người ta trang trí bông hoa, thì mình về cốc mình ngồi, à, quát lá, hoặc là mình tìm một cái Phật cảnh nào đó an ổn mình ngồi, hoặc là mình phụ giúp công việc rồi, nhưng mà mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, à, thì sao? Thì mình áp dụng thiền vào trong cái đời sống, à, thì cái mọi người đều hoan hỷ. Còn giờ mình khư khư nói không, giờ này giờ ngồi thiệt, nhưng bông nhưng qua gì để lát nữa đi, để sáng đi, thì như vậy á thì nó sẽ đụng chạm đó. Cho nên á, trong cái đời sống, cái sự tu tập của chúng ta đó và cái sinh hoạt đời sống, nếu chúng ta khéo vận dụng
chúng ta khéo áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vào cái sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta biết dung hòa giữa cái sự tu tập và cái bổn phận của mình, thì nó sẽ đem đến cái lợi là an vui. Chúng ta không nên khư khư giữ cái thời khóa của mình mà rồi bỏ qua cái công việc, hoặc là những cái công việc nó xảy ra mà bây giờ mình cứ khư khư mình chấp vào cái thời khóa tu tập của mình, thì như vậy thì nó sẽ đem đến sự không tốt đẹp cho cái việc tu tập cũng như trong cái sinh hoạt, trong cái đời sống hàng ngày. Xin giải thích cái thắc mắc của Văn Thanh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt A Di. Dạ, Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Dạ, con cũng không thấy có bàn tay của ai lên đặt câu hỏi. Dạ, bây giờ cũng vừa phải lễ thì con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, sự lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh. Tịnh Ngài Pháp đã xong một lần tục vào cốt chú ạ. Uttamang ghe na wan de hang bà đa bằng sùng qua rút ta măng bút thể yo kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng bút ta măng ghê na văn đề hằng thầm mạnh cha ru vi thẳng qua răng thầm mê yo kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na văn đề hằng sang khanh cha ru vi thô ta măng sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phẩm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phúc báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Giới phước báo này kính dâng đến chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, cầu mong các ngài pháp thể sanh an. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sadaso thi bhavantu te.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sana sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin bà tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú, sa thư, sa thú ạ. Dạ con kính tri ân chúng tọa Pháp Thanh đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân.